Mến chào tất cả quý cô chú và anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà đất Hảo Địa Phát. Ngày hôm nay thì với rất là nhiều câu hỏi của tất cả quý cô chú anh chị, thì nhiều quý cô chú anh chị hỏi Hảo là Hảo ơi, với cái tầm tài chính mà bây giờ chị chỉ có 1 tỷ thôi, 1,5 tỷ thôi, thì có mua được nhà khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh không? Hãy mua được nhà sổ hồng riêng nha, chị chỉ mua nhà sổ hồng riêng pháp lý chuẩn thôi, không mua nhà sổ chung. Hãy thì có căn nào không? Thì hôm giờ Hảo đã tìm được cho anh chị ra đây chị ơi. Một căn nhà, đây là một căn nhà nằm trên khu vực đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh chị ha. Từ cái vị trí nhà mình anh chị là nằm ngay ở ủy ban phường Tân Chánh Hiệp ấy, anh chị chạy về bên trung tâm quận Gò Vấp cũng rất là gần luôn. Và nhà mình thì là một nhà cấp 4 chị ha, vào ở được, và nếu mà anh chị sơn sửa lại hoặc là xây mới lại hoàn toàn thì quá đẹp luôn. Với cái diện tích là ngang 4 m, dài 8 m vuông vức luôn, pháp lý chuẩn anh chị ha, sổ hồng riêng và được xây dựng tự do luôn. Giá hiện tại chủ người ta đang chào bán là 1,450 tỷ. Quý cô chú chị nào mà có nhu cầu mua căn này ấy thì liên hệ ngay Hảo và sớm nha. Bởi vì căn này Hảo xác định là chắc chắn là nếu mà phù hợp với nhu cầu của anh chị chắc chắn là sẽ vay sớm anh chị. Với cái giá mà tầm 1,5 tỷ thôi mà để anh chị mua được cái nhà sổ hồng riêng khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thì cực kỳ hiếm luôn. Anh chị mua Củ Chi còn chua luôn á, chứ đừng nói là bên quận 12. Đấy. Và nhà mình đó là vị trí nhà mình là hẻm xe ba gác anh chị ha, hẻm trước nhà mình là 3 m. Bây giờ nằm ngay cái khu vực là đường Lâm Thị Hố và ngay khu vực trường Việt Âu này chị, Việt Âu này. Đấy. Rồi từ cái vị trí này giờ Hảo sẽ quay tổng quan khu vực vị trí nhà mình và cái cung đường cho tất cả quý cô chú và anh chị cùng nhau xem ha. Cái nhà mình rất là phù hợp cho quý cô chú anh chị nào mà mình mua về để mình ở tạm và sau này mình xây ở ấy, hai vợ chồng trẻ hoặc là gia đình mà mình ở dưới quê lên ở lên thành phố lên tỉnh. Xưa giờ mình vẫn ở trọ và mình chỉ có tầm tài chính là bây giờ 1 tỷ hơn tí thôi. Đấy, rất là khó mua nhà ở thành phố Hồ Chí Minh, trong khi căn này là giá rất là rẻ luôn, ngang 4 m, dài 8 m vuông vức. Đấy, hơn 30 m vuông, nhà thì cấp 4 vào ở ngay anh chị ha. Đấy, giá cực kỳ tốt ở trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là quận 12 thì rất là khó mà để tìm một căn nhà vị trí khu vực rất là xôm sầm uất như thế này. Đấy, cái con đường mà Lâm Thị Hố anh chị thấy nè, nhà cao tầng xây san sát, tạp hóa buôn bán rất là đông đúc luôn. Đấy, khu vực này rất là xôm. Rồi bây giờ Hảo xin mời tất cả quý cô chú và anh chị cùng nhau tham quan vị trí của ngôi nhà nha. Đây chính là cái vị trí mà khu vực hẻm nhà mình anh chị, xe hơi rồi xe tải là đậu đổ rất là thoải mái chị ha. Đấy, đấy cái phía con đường đó là một sạc này đó anh chị, chạy thẳng ra bên phía bên kia là đường trục đường Lâm Thị Hố, mặt tiền đường Lâm Thị Hố ấy. Đấy, vị trí nhà mình anh chị ha. Và bây giờ là cái này là một cái hẻm xe hơi, một cái hẻm xe tải tránh khu vực trước nhà mình. Thì nhà mình thì nó có một cái đoạn hẻm nhỏ đi vào nữa là hẻm xe ba gác, anh chị chạy thẳng vào. Và từ cái vị trí nhà mình mà anh chị đi ra khu vực của hẻm xe hơi á, thì chỉ có khoảng là tầm độ là 20 m thôi. Rất là gần mặt tiền đường luôn anh chị ha. Rồi bây giờ Hảo sẽ chạy tiếp tục vào trong cho anh chị xem tổng quan cái khu vực nha. Đây là một cái khu dân cư ở rất là đông đúc là anh chị, dân cư hiện hữu hết. Quận 12 mà anh chị nói là bây giờ là hiện tại á, là khu vực quận 12 dân cư rất là đông anh chị nha. Bây giờ là nó rất là xôm anh chị, rất là thuận tiện và thuận lợi, đường xá rồi bây giờ rất là xôm. Dân cư bây giờ người ta chuyển vùng người ta ở về đây từ Gò Vấp về đây rất là nhiều, bởi vì giá nhà Gò Vấp giờ nó rất là cao anh chị. Đấy, đó chị thấy không, xe hơi này kia đậu đổ thoải mái, rất là rộng rãi luôn. Đây chính là cái vị trí hẻm đường nhà mình anh chị nha, hẻm trước nhà mình anh chị ha. Đấy là khu vực này anh chị. Ở nhà mình thì với cái diện tích là bề ngang anh chị, bề ngang đây là 4 m này, bề ngang 4 m và bề sâu là 8 m vuông vức. Nhà thì nói chung là kiểu cấp 4 xưa là anh chị, cũng rất là cũ rồi, tiện để anh chị về xây mới xây sửa mới thôi. Đó, cho anh chị xem khu vực tổng quan này. Đấy, kiểu như là trước đó là chủ nhà người ta họ xây lên để người ta cho thuê này kia thôi, xây kiểu như 4 bức tường lên này kia cho thuê thôi. Thì nhà ra phía trong thì cũng thông sàn hết, nói chung là không có gì để quay hết. Thì Hảo sẽ quay cái tổng quan cho anh chị xem sơ bộ thôi. Đấy, căn này rất là phù hợp để anh chị là mua về mình sửa chữa rồi hoặc là mình xây mới mình ở thì rất là phù hợp anh chị ha. Đấy, rất là rộng rãi luôn. Nhà thì cấp 4 thôi, anh chị có về thể là về mình sơn phát lại, mình sửa sang lại hoặc là mình đập đi mình xây lại luôn, rất là phù hợp. Chỉ giá là giờ 1,450 tỷ thôi, thì rất là rẻ so với khu vực mặt bằng chung của quận 12 anh chị. Anh chị mua về cái khu vực này thì anh chị đường hẻm này cũng rất là thoáng, và anh chị nếu mà anh chị ở thì rất là yên tĩnh anh chị ha. Cái khu này thì rất là yên tĩnh luôn, thoáng mát cực kỳ. Đấy, và rất là nhiều quý cô chú anh chị là có hỏi Hảo á anh chị, thì bảo là bây giờ tầm 2 tỷ cho tiền nhà khu vực quận 12 sổ hồng riêng pháp lý chuẩn, khu vực được xây cao còn khó, còn nói chi là tại sao bây giờ cái giá căn này rất là rẻ như vậy, chỉ có là bây giờ là 1 tỷ 450 triệu thôi mà đã có ngay là 30 mét vuông rồi, nhà có thể là có luôn cái nhà 4 như vậy, giá đâu mà rẻ dữ như vậy. Nhiều quý cô chú anh chị là hỏi như Hảo như vậy, thì quý cô chú anh chị nào có nhu cầu mà mình mua ở này, hoặc là mình ở tỉnh dưới quê lên này kia ấy, cái tài chính mình rất là thấp để mình mua những cái nhà như thế này và mình chấp nhận những cái điểm yếu của cái nhà này, thì có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại Hảo Địa Phát dưới video để anh chị mà biết thêm cái thông tin về ngôi nhà ha. Rồi cái khu vực mình thì anh chị thấy không, tất cả hàng số bên kia là người ta họ xây cao tầng rất là nhiều, còn những cái nhà xung quanh mình ấy được xây cao rất là nhiều, nên là quý cô chú anh chị nào mà có nhu cầu, anh chị thật sự có nhu cầu muốn mua nhà khu vực trung tâm ở quận 12 căn này chỉ với giá 1 tỷ 450 triệu thôi, thì liên hệ trực tiếp số điện thoại của Hảo Địa Phát ở dưới video, gọi trực tiếp Hảo nha, để Hảo chia sẻ rõ hơn cái thông tin về căn nhà cho anh chị nắm và anh chị hiểu được cái vấn đề căn nhà này tại sao lại có giá mà tốt và rẻ đến như vậy. Ok anh chị ha. Rồi quý cô chú anh chị nào mà yêu mến Hảo thì cho Hảo một like và nhấn đăng ký kênh Nhà đất Hảo Địa Phát nhé. Cảm ơn tất cả quý cô chú và anh chị đã theo dõi video Nhà đất Hảo Địa Phát.